và bà Trần Thanh Hiền đến từ Hải Phòng, trưởng đoàn của Hải Phòng. Rất là xin cảm ơn. Xin một tràng pháo tay thật rộng rãi để cảm ơn tất cả các vị chủ nhiệm đã về đây chung vui với chúng ta. Tôi đây xin mời bà Trần Thanh Hiền lên sân khấu để nhận những đóa hoa tươi thắm của các đồng bào. Trường Lăng Bắc.